Bấy được một con này. Không nhớ cách dương à? Ôi giời. Anh Đây. này đi thành phố mãi giờ quên cả cách đánh bẫy. Đây, được con này. Con cua đây. Ai đừng cắp. Ai đừng cắp. Mỗi em làm cả. Ai, ăn đã. Ui, nước chấm có cả hàm tỏi thơm lắm các bạn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Xin chào các bác. Hôm nay em với cả anh bạn Thái Phong đang đi dã ngoại, đi lên lán em thăm bẫy các bác nha. Đây có con rúi sao này Phong ơi. Đây có con rúi này. Ui, mới lắm. Đây. Đây nó đùn này các bác nha. Cây nó cắn này. Mới ăn này nồng không? Mới này nó mới vào, nếu mới vào hôm qua chắc ngay nồng à. Này không đem cuốc đi chị. Đây nó cắn này các bác. Nếu mà chặt cây bới, nếu mà nó mới vào thì bới nhanh rồi. Đây vừa ra ăn hôm qua, ui nó cắn này. Cầy à. Sướng nhỉ. Mới đét luôn. Lằng nhằng theo con rúi ăn anh em mình ạ. Để chặt cái cây rùi bới à. Rùi lại ngon. Số đỏ này. Cây đổ đấy, phát theo, lên cây luôn đấy nó chắc nó cắn cụt nhổ lên rồi. Nhổ lên. Rồi đem hạ ba lô xuống hai nhà hội nhau bới nhá. Mới vào không cẩn thận chặt mới phát ở trên nó đã phọt ra rồi. Phọt ra rồi đánh bắt không he. Về lắm thì đập chết rồi. Chết rồi người tiết canh. Mình cũng biết đánh đâu. Mình đánh một lần là đông. Mất tổ này bột canh với muối lại để lẫn nhau mất à. Kiểu con đường. Nó chỉ em nó chịu tiết canh. Cho nó trong cái củ ấy này còn lên. Phát lại đấy. Sắc hẳn lên. Thế tìm cái lỗ ăn xuống. Ô bé này. Bắt đầu từ kia các bác nhá. Lên đây. Lên trên này cụt rồi. Sang đây. Đến đây rồi. Có mỗi một hốc chết nó xuống đây. Ui, cô bé này. Ổ nằm chỗ này mà. Rồi tay vào được. Mới tinh vừa cắn tốn quả. Nhưng mà lại thấy có một cây nó cắn cũ. Chắc là nếu mà nó vào cũ nó sâu lắm. Ừ, cái giường vừa bẩn đấy. Hai anh em vừa lên đến lán các bác ạ. À. Thăm cái bẫy này đầu tiên được con chẳng kể sốc đất. Cái con rúi ở dưới kia nó ăn lân nó lại chuyển vào cái hốc cũ, nó chạy hốc cũ đi sâu chả bắt được, không có đổ. Chào các bác nhá. Bẫy được một con này. Không nhớ cách dương à? Ôi giời. Anh này đi thành phố mãi giờ quên cả cách đánh bẫy. Đây được con này. Dương kiểu gì ấy? Còn 3-4 chiếc bên trên nữa. Đi. Đây. Và 2 chiếc nữa. Chung. Đi qua còn chả nhớ. Chiếc này không được. Ôi, có mỗi con này ăn gì. Ui.
Được không? Sập chưa đã? Chưa. Ui, chán nhỉ. Đấy này, nó còn gì nữa. Có chim hay sao cơ đây? Lông chim à? Chắc tụt chim gì. Lông chim này. Chắc con chim này nhảy qua, tụt mất. Trưa nay hai anh em nghỉ ngơi nấu ăn đây nhá các bác ơi. Đẹp. Giữa khe suối này. Cảnh quá đẹp. Cũng đẹp phết. Như khả năng nước suối chảy hơi ồn tí. Bác nào muốn trải nghiệm thì về đây nhá. Lấy được mấy cây dùi để là nhóm lửa rồi. Bây giờ đi chặt một ít củi. Tí nó nướng con sóc với con chuột. Được mỗi hai con à. Lửa quá ok rồi các bạn nhá. Anh em đang làm thịt làm lông sóc chuột đây. Này anh em không đem nồi niêu gì đi cả, bây giờ có đem theo một ít gạo thôi. Bây giờ lên rừng chặt cây dùi về để làm. Đăng thơm rồi. Thơm mà, cái loại đấy thơm cực, ăn sướng lắm. Thằng gọt ống thì làm cơm các bác ơi. Hôm nay làm gạo nếp nha, cho nó dẻo. Hôm nay đem gạo tẻ đi nó ngon nhưng không được dẻo lắm. Hôm nay đem hẳn bằng này khoảng gần 2 cân. Làm hết luôn các bác nhá. Bắt đầu cho gạo vào các bác nhá. Làm đầu tiên là cùng làm. Gạo nếp này nó dẻo lắm. Mình đốt lại cháy cháy vòng quanh, cháy non non ăn sướng. Đây lấy con hơi già được 2 ống các bác nha. Cứ thế chặt là không cần rửa đâu các bác nha. Chỉ giữ nguyên cái lớp màng màng bên trong này nó mới thơm này. Gọi là mà gì? Bóc ra nó có một lớp luôn đấy đúng không? Nó dính ra cái lớp này. Gọi là lớp giấy ủ. Cái chi kiến nó thấy thơm quá nó còn đến. Rất thơm nha cái đồ nấu trong ống nứa này. Đang cho gạo vào làm cơm này phát hiện có con cua ở đây các bác ơi. Con cua ở đây. Ai đừng cắp. Ai đừng cắp. Bị cắp một phát. May cắp nhẹ. Không chặt cây à? Cho xuống tí giải ấy được. Tí giải bao gia vị 2 con chuột. Cua nướng. Để đây tí nướng ra nhé. To kia là hạt dổi à? Rồi. Đây là hạt dổi mắc khén mua của bác Tân này. Thơm lắm rồi. Nên dã ra để nướng hai con chuột, ướp gia vị. Có ít xả kia nữa, xả ớt nữa. Nướng kiểu tiêu. Không vừa làm 2 mẫu chuối đây, tí nữa ăn này. Gia vị xả chanh này, tí nữa ướp 2 con chuột này nướng. Hôm nay không may mắn lắm, bới con rúi không được. Con rúi rất to nhỉ. Ớt xả này, mắc khén hạt tiêu này.
còn. Mấy con ruồi này bắt nướng nốt bây giờ. Dùng đũa không hiệu quả, dùng tay nó hiệu quả. Nó là được sát qua đằng lưng tí cho nó vẫn ngấm hết này. Cua nướng đây các bác ơi. Cơm lam thì sôi rồi. Nghĩ món cơm nếp làm lại thèm. Ống dùi này thơm cực. Ống dùi ống nứa. Xui xịt. Đói quá bác ơi. Vừa trông cơm lam vừa ăn nõn chuối. Ngon lắm. Cơm lam chín rồi các ơi. Đói quá là mấy cục rồi. Thơm giòn lắm. Tuột tím vàng lắm rồi. Mời các bác nhá. Đang chuẩn bị ăn cơm lại có đàn chim xa lưới. Lại phải làm lông để nướng. Đã chín tương đối rồi các bác ơi. Còn mỗi xiên chim nữa. Bạn Phong đi lang đi hái ít rau đinh lăng rừng. Cái ngọn đỏ đỏ kìa thơm lắm. Công nhận chuột ướp gia vị cái mắc khén thơm thật. Thơm chưa từng có. Cơm lam thì hôm nay hơi bị quá tay, quá lửa. Cháy đen hết à. Còn được mấy cục. Đây này. Thế có thể ăn à hay là nộm nước gì không? Có thể chấm ăn. Vàng thế xin chim à. Chín nốt rồi các bạn ạ. Ngon ngon. Thôi qua mà này. Người cả nhà dùng bữa trưa với hai anh em tôi nhá. Đuôi giòn lắm. Xin mời các bác ơi. Thôi thấy được rồi. Chua chắc gì ăn được nhiều. Cái lọt nước chai rượu nó khè đánh mòi nó lên thôi. Này. Cái này to hơn tí. Cái này hạn chế rồi. Mời bữa trưa nha. Bữa trưa chiều mất rồi. Bữa trưa anh em tôi. À bữa trưa chiều không phải trưa đâu. Hai anh em lội hội xuất từ sáng. Về khá 3 giờ, hơn 3 giờ. Mời các bác nha. Nửa tháng rồi không uống rượu trên rừng. Hay phết. Không chấm cái kia mà đầu tiên. Này, chấm riêng này này mới được. Xé đi làm còng này. Mỗi anh em làm một còng. Ăn đã.
Ui, nước chấm của bạn hàm tỏi thơm lắm các bạn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thơm thế mà cắn vào miếng gia vị ạ. Được vậy. Được, được, được. Rém được sữa chua. Thơm giòn. Giấm ớt. Được rồi. Còn miếng to ra phải. Tôi làm mấy mấy cục này các bạn nha. Cũng ngon hết đấy. Cháy mất mấy ống. Đền rau đinh lăng rừng và cái này ăn kèm với một miếng thịt chấm gia vị cũng ngon nha. Thơm bùi cực. Vậy cái đầu đâu ấy gan con kia nào ăn không đấy. Không bạn ăn đi, mình ăn suốt ngày. Hả? Lâu lắm rồi nhỉ. Ây da.